Đây là ghe của anh Nam Tài Đại Lãnh nha anh em. Đây là một chiếc ghe được bung rộng và kéo dài anh em ơi. Ghe này trước kia là kích thước của nó là 17m5, sau đó được bung rộng và kéo dài là tầm 22m. Được bung rộng kéo dài là tầm 22m anh em ơi. Thì ghe này được bung rộng và kéo dài ở tại cảng sông Cầu. Ghe này được bung rộng và kéo dài ở sông Cầu. Trước kia lúc thời điểm mà ghe này bung rộng và kéo dài, mình cũng có ra cái khu vực này để mình quan sát. Nhưng mà bây giờ theo yêu cầu của anh em thì mình mới quay lên cho anh em xem. Thì trên ghe này được lắp tít hoàn toàn nha anh em. Bởi vì một chiếc ghe lớn cỡ tầm 20 mấy mét thì nó có nhiều cái đoạn mà chắc quá lắm anh em. Thì có những cái khu vực như là, tuy nhiên thì đối với tầm 20 mấy mét của một chiếc ghe bung thì nó sẽ khác hoàn toàn với một chiếc ghe được đóng nghiêng khối nha anh em. Một chiếc ghe được đóng nghiêng khối thì chúng ta có thể cho cái kích thước nó rộng và cái những cái kỹ xảo và những cái kỹ thuật của nó đẹp và chắc xảo hơn nhiều so với một chiếc ghe bung. Thì ở đây mình thấy toàn bộ thân ghe được lắp tít để che đi những cái đoạn mà chắp nối. Và ở từ cái đoạn ở đi thân ghe đi lên sâu thì phần lái có vẻ là hơi thấp, cho nên là chủ ghe có đưa con lươn cao lên. Và hình như là phần cabin của ghe này là còn giữ phần cabin của ghe là đóng những cái dàn dần cho nhìn cái cabin nó cao và nó dài ra để hợp với thân ghe. Lát xíu nữa mình sẽ đi quay toàn bộ khu vực xung quanh thân ghe cho anh em xem nha. Một chiếc ghe bung dài ở phía bên kia thì chúng ta thấy lính Nam Tài đang sơn ghe. Còn người mà đội cái mũ cối vàng đứng ngay chỗ khu vực trụ cảo, anh đó chính là anh Nam Tài đó anh em. Bữa nay anh Nam Tài từ Đại Lãnh đánh ô tô ra ngoài này để làm ghe. Xin chào anh em. Thì theo yêu cầu của anh em thì bữa nay mình sẽ quay chiếc ghe của anh Nam Tài Đại Lãnh lên sóng nha anh em. Thì đây là một chiếc ghe, không phải ghe của Phú Yên nha anh em ơi, ghe Đại Lãnh là thuộc ghe của Khánh Hòa. Thì đây là một chiếc ghe từ cái kích thước 17m hơn, nhưng mà sau đó họ bung ra và kéo dài, và toàn bộ thân ghe là được lắp tít lại hoàn toàn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng để quay toàn bộ thân ghe cho anh em xem nha. Kiểm tra tay quạt. Đây là tay quạt của ghe Nam Tài Đại Lãnh. Tay quạt này chắc là tay quạt 1m6 hay 1m65 gì đó.
Cái tay này chắc không không phải tay 1m7 đâu. Lắc tít toàn bộ thân ghe và mơ lừa ghe được lắc tít hoàn toàn. Ghe này nhìn phía trước của ghe thì chúng ta thấy là nó to, nhưng mà nhìn phía sau lái như là nó hơi nhỏ anh em, bởi vì ghe này ghe bung như là cái nó không có to giống như một chiếc ghe đóng được, nhưng mà thường thường chúng ta thấy chiếc ghe bông mà thường thường nó to, cái lái hơn cái mũi, nhưng mà ở chiếc ghe này mình thấy là cái mũi nó to hơn cái lái, là bởi vì ảnh bung lắng giờ trước anh em. Chiếc ghe này phần sau họ giữ lại và phần lái họ đẹp tới, thì những chiếc có nhiều cái cách bung, có những ghe họ bung họ đẹp đuôi. Riêng chiếc ghe của anh đại lãnh này thì ảnh bung mà ảnh đẹp tới, cho nên là phần lái nó có lẽ là cái phần nguyên thủy của ghe còn giữ lại, còn cái phần phía trước là phần bung và dang rộng ra và kéo dài. Mình thấy dập theo thân ghe là ảnh có làm một cái diện nước rất là dài. Ghe đã được làm nước sơn mới lại hoàn toàn. Ghe này sơn mà những cái vết sơn có lẽ nó không có điều lắm. Thấy một chiếc ghe được bung rộng và kéo dài 20 mấy mét và được lắp tiếp hoàn toàn thân ghe nha anh em. Tách que à? Tách dây không?